Kinh Đại Bi quyển thứ 3, Cao Tề Thiên Trúc, Tam Tạng, Na Liên Đề Na Xá dịch. Lễ bái phẩm thứ 8. Lúc bấy giờ Đức Phật lại bảo ngài A Nan rằng: Nếu có người nào nghe được danh hiệu Phật, ta nói rằng người này chắc chắn sẽ được vào niết bàn. Này A Nan, nếu có kẻ chỉ xưng Nam Mô Phật thì nghĩa này là gì? A Nan bạch rằng: Phật là cội nguồn của tất cả pháp, Phật là tai mắt hay tiếp dẫn chúng sanh, Phật là bậc diễn thuyết tất cả pháp. Lạnh thay Thế Tôn, nguyện vì tỳ kheo giải thích nghĩa này, con nay được dịp nghe đến và thọ trì. Lúc bấy giờ Đức Phật lại bảo ngài A Nan rằng: Hãy lắng nghe cho kỹ và hãy suy nghĩ cho kỹ. Ta nay vì các ngươi mà phân biệt giải nói. Lúc ấy ngài A Nan nghe Phật nói xong rồi liền bạch Phật rằng: Nguyện vui muốn nghe. Phật bảo: Này A Nan, được gọi là Nam Mô Phật vì điều này quyết định chư Phật Thế Tôn khi nghe được danh hiệu của Phật. Này A Nan, đây là ý nghĩa quyết định khi nghe danh hiệu của chư Phật vậy, xưng rằng Nam Mô chư Phật. Này A Nan, ta nay vì ý nghĩa này mà nói ví dụ đây, làm cho chúng sanh pháp này, làm cho họ tăng tính tâm, làm cho tất cả kẻ thiện nam và người thiện nữ khi nghe âm thanh về danh hiệu của chư Phật Thế Tôn thì sanh tính tâm thâm hậu. Này A Nan, từ nơi quá khứ có vị đại thương chủ cùng với các thương nhân mà vào biển lớn. Đến biển kia rồi, chiếc thuyền bị con cá ma kiệt rất lớn nuốt chửng đi. Này A Nan, lúc bấy giờ thương chủ cùng các thương nhân sợ hãi tóc dựng lên, lo sầu khổ não không vui, sợ rằng thân mệnh không toàn, không thể cứu được, không thể giúp được, không thể về được, không thể đi đến chỗ định được. Tất cả đều khóc lóc lo buồn hối hận, mọi tiếng lo toan đều thổ lộ ra và sanh bệnh. Tại Diêm Phù Đề như vậy là không vui, như vậy là không bao giờ có, vì làm thân người ở thế gian này cũng khó được. Nay ta nay cũng đang xa lìa cha mẹ, huynh đệ chị em, vợ con thân thuộc bằng hữu, ta cũng chưa hề gặp lại, cũng chẳng hề thấy được Phật pháp và chúng tăng, thật là buồn thương sầu thảm chẳng vui. Các vị ấy cầu thỉnh các vị thần ở trên trời đến cứu hộ. Này A Nan, lúc bấy giờ vị thương chủ thấy biết xa rộng nên nơi tâm được yên tịnh vì nhớ nghĩ đến Phật pháp tăng, là cũng chẳng có lòng tin nơi thiên thần. Lúc bấy giờ vị thương chủ bảo các thương nhân rằng: Quý ngài nên biết, nếu muốn tồn tại miễn trừ nguy nan và được giải thoát thì tất cả nên cùng một lúc niệm thành tiếng với tôi. Yes, thử mạng này có mất, nếu không giải thoát cũng sanh vào đường tốt. Các vị thương nhân sau khi nghe lời ấy rồi và nói với vị thương chủ rằng: Chúng tôi sẽ nghe theo, hãy nói mau đi. Này A Nan, lúc bấy giờ vị thương chủ cởi áo bày vai, mặt quỳ xuống trước thuyền, vừa lòng chắp tay niệm Phật lễ bái, cao tiếng xứng rằng: Nam Mô chư Phật. Bậc không sợ hãi, bậc đại từ bi, bậc lân mẫn, tất cả chúng sanh thương xưng như vậy 3 lần. Lúc ấy các thương nhân đồng thời của chắp tay lễ bái, khén miệng cùng tiếng sướng lên rằng: Nam Mô chư Phật hay trừ sự sợ hãi, bậc đại từ bi, bậc lân mẫn, tất cả chúng sanh, như vậy 3 lần. Lúc bấy giờ cái ma kiệt khi nghe lễ bái âm thanh của chư Phật liền sanh đại ái kính, không sanh tâm sát hại. Lúc bấy giờ cái ma kiệt tức thời hả miệng ra. Này A Nan, lúc bấy giờ thương chủ và các thương nhân tất cả đều được an ổn, không bị nạn cá nữa. Thuyền và thương nhân được tự tại an ổn trở lại cõi Diêm Phù Đề. Lúc nghe âm thanh niệm Phật, cá ma kiệt liền sanh tâm hoan hỷ, phàn nguyện không ăn thịt của các chúng sanh nữa. Nhân điều này khi lâm chung được sanh làm thân người, sau khi được làm thân người là có cơ duyên nghe pháp tỳ ni của Phật, liền được tinh sâu và sau đó lìa bỏ gia đình xuất gia. Sau khi xuất gia rồi liền gần gũi bậc thiện tri thức, luôn luôn cúng dường và cúng và chứng được A-la-hán, đầy đủ 6 phép thần thông và nhập vào vô dư niết bàn, tức bát niết bàn. Này A Nan, hãy biết rằng dầu cho sanh vào đường xuất sanh, nhưng khi nghe danh hiệu Phật rồi liền được làm người, khi đã làm người rồi mà còn được xuất gia nữa. Sau khi xuất gia rồi lại chứng được A-la-hán quả, sau khi chứng A-la-hán lại vào niết bàn. Này A Nan, hãy quán sát về thần lực của chư Phật. Như vậy đó, con cá kia nghe mà còn chứng được thần thông, chắc chắn khi xưng danh hiệu Phật sẽ lợi ích vô cùng. Hãy huống là có người được nghe danh hiệu và chánh pháp nơi Phật, tất cả đều trọn thiện căn nơi Phật vậy, luôn luôn được lợi ích. Này A Nan, như ta nói vậy, kẻ nào làm ít thì sẽ được quả báo ít, kẻ nào trồng thiện căn nhiều, kẻ ấy sẽ có quả báo đầy đủ. Này A Nan, kẻ mà trồng thiện căn ít có nghĩa là người đó muốn thành thanh văn thừa, khi thiện căn được thỏa mãn, được mãn quả thanh văn thì làm nhân cho quả duyên giác, và quả này sẽ chứng vào quả vị duyên giác vậy. Này A Nan, đây là nhân duyên, ta nói về việc nhỏ. Này A Nan, nói về phần hành lớn thì người ấy từ vô tự đến nay đã trồng chủng tử nơi Phật thừa và tất cả các thiện căn đều tu hành rốt ráo, và vì thiện căn này nên là nhân duyên được ngay vào quả Phật. Khi được quả Phật rồi thì muốn tích tụ đầy đủ thiện căn giác ngộ nữa,
Sau khi đầy đủ thiện căn giác ngộ rồi, tức có tên là phần hành lớn. Này Anan, phần hành đầy đủ này như ta từ xưa đến nay đã nói trong các kinh như thế theo thứ lớp mà hiểu biết, như phần hành nhỏ được quả báo nhỏ, nếu phần hành lớn thì được quả vị lớn. Này Anan, như trong kinh của ta đã nói, cho đến thọ trì bốn câu kệ, kẻ ấy có căn lành rất mỏng, dạ ghẻ ít trí trong chúng sanh. Hãy tùy nghi mà nói, này Anan, ta đã vì tất cả chúng sanh chưa trở về làm cho trở về, chưa xả bỏ làm cho xả bỏ, không hộ chúng sanh làm cho cứu hộ, vô minh chúng sanh làm cho sáng rõ, kẻ đuôi mù làm cho sáng mắt. Này Anan, tất cả ngoại đạo ngu si vô trí không thể tự cứu, làm sao cứu được người khác làm cho họ trở về được. Này Anan, ta đã vì tất cả trời người mà dạy họ lân mẫn, tất cả chúng sanh mà sau khi giáo pháp trong tương lai bị diệt thì có các tỳ kheo, tỳ kheo ni vì pháp của ta mà xuất gia, nhưng trong tay có trẻ con và cùng chơi với chúng, từ tiệm rượu đến tiệm rượu ở trong pháp ta mà làm sai phạm hạnh. Họ là những người tuy chỉ say xưa nhưng trong hiền kiếp này tất cả đã được vào niết bàn. Vì sao gọi là hiền kiếp? Này Anan, trong 3000 đại thiên thế giới này, khi kiếp dục này thành rồi, tận chỉ còn một giọt nước, lúc ác sanh tịnh cư thiên. Lúc ấy thiên nhân để xem thế giới này chỉ toàn là nước, và nơi đó có hàng ngàn hoa sen, mỗi hoa sen đều có hàng ngàn cánh, màu vàng thì phát ra ánh sáng vàng chiếu lớn, mùi thơm của hoa thật là dễ mến. Từ cõi trời tịnh cư này mà nhìn rồi thì tâm sanh hoan hỷ vô cùng, và đã tán thán lời rằng: kỳ vô thay, kỳ vô thay, hư hữu thay, hư hữu thay. Giống như trong kiếp này có 1000 vị Phật xuất hiện, do nhân duyên này mà kiếp này có tên là hiền. Này Anan, sau khi ta diệt độ, ở nơi hiền kiếp này có 996 Đức Phật xuất thế. Ngài Cô Lô Tôn Như Lai đứng đầu, ta thuộc về thứ tư, kế đến là Ngài Di Lặc sắp bổ xứ làm Phật, cho đến cuối cùng là Đức Lô Giá Na Như Lai. Như vậy thứ lớp nên biết. Này Anan, nói pháp của ta, các vị Sa Môn đã làm nhiễm hạnh Sa Môn, từ xương Sa Môn, hình thức giống Sa Môn, vừa có mặc áo cà sa. Ở hiền kiếp này Ngài Di Lặc đứng đầu, và cho đến cuối cùng là Ngài Lô Giá Na Như Lai. Các vị Sa Môn này từ chỗ Phật kia sẽ được từ cảnh giới niết bàn chứng đắc vào niết bàn, chứ không ai là không được. Vì sao vậy? Này Anan, như vậy tất cả trong các vị Sa Môn cho đến một lần xưng danh hiệu Phật và phát sanh tính tâm, vì làm những công đức ấy nên khi lâm chung không hư hoại. Này Anan, ta biết chư Phật đo lường biết được pháp giới, nhưng không hiểu hết được sự đo lường. Này Anan, cho nên có nghiệp sạch thì được quả báo sạch, nghiệp đen thì bị quả báo đen. Nếu có những chúng sanh có tâm thanh tịnh và làm việc xưng danh hiệu Nam Mô Phật, này Anan, người kia căn lành tức đã định và niết bàn sẽ gần niết bàn, luôn luôn thông suốt và vào niết bàn. Hà huống được gần Phật tại thế sẽ nên cung kính tôn trọng, hoan hỷ cúng dường cho đến việc sau khi Phật nhập niết bàn còn cúng dường sẽ lợi nữa. Này Anan, các vị Sa Môn tính tình ôn nhiễm như thế, tìm đến các vị Sa Môn cũng có hình tướng như vậy, cho nên xưng một danh hiệu Phật mà còn được như vậy, huống gì những người có tâm cung kính trong chư thiện căn. Này Anan, ta nay vì nghĩa này mà nói kệ như vậy. Chư Phật như vậy khó nghĩ bàn, Phật của chánh pháp đều trở lại, nếu hay kính tinh không nghĩ bàn, tất nhiên sẽ được bất tư báo. Quá khứ tất cả chư Như Lai hay tạo ánh sáng và lân mẫn, lại cũng cúng dường nhiều Đức Phật, chứng cảnh giải thoát khó tính được. Ta xưa cùng người thường cần nhau, bố thí giúp đỡ cho chúng sanh, từ sau căn lành khuyên siêng năng, vì khuyên tinh tấn cho tất cả, yêu thương chúng sanh như cha mẹ, anh em thân thiết cùng trí thức, cùng với thân thuộc không sân hận, gặp được giải thoát vô số khó đếm. Lúc ta ăn ổn nơi giác ngộ, giả từ nhiều kiếp làm bố thí, lòng từ thương xót cả chúng sinh, bỏ thân đỏ mắt cùng máu thịt, cùng bỏ rất nhiều chức vương quan, hay thương vợ con cùng nam nữ, rất nhiều do ngựa rất quý giá, chỉ cầu cái thắng giác ngộ thôi. Rất nhiều ngàn ức kiếp đã qua, các siêng năng mà rong ruổi, tâm tịnh nhiều đời làm bố thí, vì cầu cuối cùng việc giác ngộ, khâm nhận rất nhiều các khổ não, lạnh bước nén cháy cùng đói khát, luôn phải sanh năng chết không bỏ, vì cầu tối thắng Bồ Đề vậy. Thế dẫu trăm năm hay một kiếp, nói đến việc này không thể hết lòng thương tất cả chúng sanh vậy, vì cầu an ổn nơi giác ngộ, luôn hồi sinh tử hay gặp gỡ trong ngàn ức vạn các Như Lai. Các Như Lai này thế lực lớn, thường hay cúng hiến hoa sắc vàng, con ăn uống cùng y phục, thương thoa hương xuất dầu cùng rải hoa, cùng với rất nhiều tràng phan quý cúng dường như vậy tất cả Phật, rất nhiều không kể các chúng sanh luân hồi sanh tử không biên giới, ta thường đến họ để an ổn, là lạc rộng rãi cho mọi người. Chỉ Đức Chuyên Cần hay khuyên rằng: thiền định tam muội huệ phương tiện thân cùng niệm xứ bốn chánh cần, hay tu tập hạ bốn thần túc, lại tu ngũ căn và ngũ lực, thất Bồ Đề phần ba chánh đạo, tất cả trời đạo ta tu tập, chỉ cầu lúc ráo đến Bồ Đề. Ta vì chánh trí tu các nghiệp, không có cái gì là không thiện, từ không phóng dật tu các hạnh, không có điểm ác ta bao giờ.
Kinh Đại Bi Phẩm Căn Lành thứ 9. Lúc bấy giờ Đức Phật lại bảo Ngài A Nan rằng, nếu có chúng sanh ở vào nước Phật nào một lòng phát thân tâm với căn lành này không bao giờ mất mát, hạ vốn là tạo ra những căn lành như thế. Lại A Nan, ta vì chúng sanh biết rõ như thế nên cho ví dụ, vì người trí mà dẫn giải ví dụ này. Lại A Nan, dụ như có người chẻ chia một sợi lông làm 100 phần, cứ mỗi phần lông nhuộm một giọt nước, trì chí mang đến nơi tê và nói rằng, Cồ Đàm, ta nay mang nước này để biếu Cồ Đàm. Nhìn kỹ nước này chẳng thấy tan giảm, lại nữa nhân ngày có gió cũng không thấy nước này khô, cũng không làm chi chim chóc uống được. Sau đó hòa nước này với các nước khác, dùng bình để đựng, và lúc ấy Như Lai đã thọ nhận Phật cúng nước này. Sau khi thọ nhận, ta đã cho vào sông Hằng, cũng không trở lại, cũng chẳng như ra hòa ta như thế vào sông lớn rồi trôi chảy đi. Việc không hồi phục là vô quá ngại, chim muôn côn trùng là chẳng uống hết, như nước này đây không tăng không giảm vậy. Cùng với nước hòa lẫn về biển lớn, những giọt nước ấy do gió khởi động. Khi thế giới này hoại, giả sử có người ở đời một kiếp thì ta cũng được sống một kiếp. Người ấy khi đến kiếp cuối lại đến nơi ta nói lời rằng, Cồ Đàm, tôi đã cứu nước, nay không còn nữa. Này A Nan, Như Lai lúc ấy biết rằng giọt nước kia đã hòa vào trong biển lớn, trong nước ấy không dư mà đã hòa lẫn rồi, không tăng không giảm, bình đẳng như vậy, ban trả người kia. Này A Nan, như vậy đó, Như Lai ứng chỉ biến tri, có thần thông và thế lực lớn, có nhiều công năng thanh tịnh trí tuệ, không thể lường về tri kiến vô ngại. Những việc như vậy luôn luôn không chướng ngại. Ở trong người nhận là bậc tối thắng, từ nơi chỗ Phật cúng rồi trôi qua nhiều giọt nước nhỏ như thế gian, rất lâu vẫn không hao tổn. Nghĩa này nên biết. Này A Nan, người chẻ lông tượng trưng cho ý thức và tâm, sông Hằng là dụ cho sinh tử lưu chuyển, một giọt nước dụ cho người mới phát tâm các căn lành. Đại hải dụ cho Phật Như Lai chỉ biến tri, người cúng dường dụ cho các tịnh tính Bà La Môn và các trưởng giả cư sĩ. Rồi một kiếp dụ cho Phật Như Lai tọa dụng nhưng không tổn hại, cũng giống như người biến nước kia trải qua thời gian lâu dài. Như vậy đó A Nan, nếu từ nơi Phật mà phát tâm thì căn lành không mất, hay uống nơi các loại căn lành ví dụ khác. Ta nói rằng người này tất nhiên được vào Niết Bàn, cho đến nhập đại Niết Bàn. Này A Nan, nếu lại có người đến chỗ Như Lai có sự phát tâm suốt đời cung kính, trừ người có nghiệp chướng ác đọa tại địa ngục súc sanh ngạ quỷ, cho việc nghiệp này tự lãnh. Nếu vì tình thương chư Phật xuất hiện ở nơi đời làm cho không có chướng ngại, phải biết rằng chúng sanh này đã trong căn lành, kể trừ kẻ bất thiện làm nghiệp ác bị đọa tại địa ngục. Biết được Phật rồi, từ địa ngục kia sẽ được thoát ra ở nơi yên ổn không sợ hãi chi. Sau khi an trí trên bờ rồi, làm cho chúng sanh nhớ nghĩ lại các nghiệp thiện đời xưa và dạy lời rằng, này các ngươi, ta nay đang nhớ về các căn lành đời trước, như căn lành này ở tại nơi đó, thế giới đó, thế Đức Phật đó tu hành trong các căn lành. Các người như vậy dùng uy lực Phật tức nhớ nghĩ lại. Sau khi nhớ rồi liền nói lời rằng, như vậy bài và bài, như thế tu và đà. Và lại bảo rằng, này gã thiện nam, ta từ vô thủy nơi các nơi Như Lai đã trồng căn lành không heo không tổn, liền được lợi lạc, cho nên rồi tất cả khổ được tất cả vui. Này thì nam tử, nay ta được đến cảnh giới này, nhưng ta suốt đêm cũng không ở cảnh giới, từ vô thủy cho đến ngày nay biết bao lưu chuyển sinh tử, cũng do trồng các thiện căn nơi Phật không hao tổn. Ví như vương tử và đại thần hiệu viện uy đã đóng cửa ngục, nói việc này để cải hối và cho tù nhân ra. Như vậy đó A Nan, những chúng sanh này đã có gốc gác trồng các căn lành với Như Lai, tạo các ác nghiệp hoặc thiện nghiệp, do cho bị đọa vào địa ngục súc sanh ngạ quỷ và các đường ác. Như vì tâm từ bi mà chư Phật ra đời, và vì sự phát tâm đó là căn lành nhân duyên gia trì vậy, Phật đều thấy biết nơi địa ngục mà phá địa ngục ra, an trí chúng sanh nơi niết bàn cao sạch thanh tịnh không sợ hãi. Sau khi đã nơi không sợ hãi rồi, làm cho nhớ nghĩ mà dạy lời rằng, này thì nam tử, hãy nên nhớ nghĩ, nhờ vào căn bản tạo tác căn lành nâng nhân duyên nên mới được quả báo như vậy. Các chúng sanh nói lời như thế này, như vậy bà già bà, như vậy tôi già đà, chúng con nhờ uy thần của Phật gia trì mà có thể nhớ nghĩ lại được. Kinh Đại Bi Phẩm Bố Thí Phước Đức thứ 10. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo Ngài A Nan rằng, hãy nên biết rằng những việc như thế ấy từ trong các căn lành nhỏ nhặt mà khi mất không hư hoại, cho đến phát tâm sinh một lòng tin, ta đã nói rằng những người này trước sau cũng sẽ chứng được Niết Bàn và vào Niết Bàn tịch diệt. Nghĩa là vậy, là cũng có thể thí dụ rằng, làm cho nam tử nữ nhân có tâm thanh tịnh tinh sâu nguyện tiết, chuyển việc cung kính sanh ra tâm tự ái vui vẻ hoan hỷ mừng rỡ. Này A Nan, giống như người câu cá được cá tại ao nước, ngồi bỏ lưới câu cho cá ăn nhầm, tuy trong ao không chảy đâu được,
Vì sao vậy? Vì những cá này bị dây ràng buộc. Từ ở trong nước nhưng phải biết rằng cá kia phải lên bờ. Vì sao vậy? Vì còn câu này đều thuộc vào gốc cây. Lúc ấy người câu mới chạy đến nơi, liền biết được cá, dùng cá câu được bắt bỏ lên bờ, tùy ý sử dụng. Như vậy đó, a nan, tất cả chúng sanh từ nơi Phật và các sanh tâm kính tính, rồi các thiện căn tu hành bố thí, cho đến phát tâm được một niềm tin. Tuy có lúc làm ác, không phải nghiệp thiện, phải đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và các nơi khổ sở, nhưng nếu có Phật ra đời, Phật dùng tuệ nhãn thấy các chúng sanh hành Bồ Tát thừa, hoặc Duyên Giác thừa, hoặc Tam Văn thừa, vì các chúng sanh này đã trồn các căn lành, và những chúng sanh này cũng đã đoạn những căn lành, từ những chúng sanh này đọa vào nơi thoái phần, các chúng sanh này ở tại tháng tiến phần, các chúng sanh này đã trồn các chủng tử nên được an trí vào nơi hiền thánh, cho nơi phước điện của Phật, cho đến sự phát tâm và lòng kính tinh tu hành bố thí. Vì thiện căn này mà chư Phật Thế Tôn dùng Phật nhãn để quan sát chúng sanh này đã phát tâm rồi, cho nên từ nơi địa ngục được ra khỏi ngục rồi, liền đến bờ giải thoát. Sau khi giải thoát rồi, nhớ lại việc xưa tại nơi Phật đó đã trồng căn lành, sau khi nhớ nghĩ nói lời thế này: như vậy đó bà dạ bà, như vậy đó tu dạ đà, Phật bảo này thì nam tử, vì căn lành này mà được quả báo lớn và lợi ích vô cùng. Từ nơi Đức Phật tu hành bố thí trồng các căn lành này thì nam tử, người cúng dường ấy sau khi lâm chung không bị tổn hại, giải sự sơ sôi cho đến 100.000 ức na do tha kiếp, chỉ còn một căn lành kia mà được niết bàn, cho đến chứng quả vô dư niết bàn. Này a nan, nói về người câu cá, dụ như kẻ phàm phu theo nước dụ cho biển sanh tử, lưỡi câu dụ cho nơi Phật mà trồng căn lành, dây cột dụ cho bốn nhiếp pháp, người câu cá dụ cho Phật Như Lai, tự ý dùng cá dụ cho Như Lai an trí chúng sanh nơi niết bàn quả. Này a nan, như thế đó theo thứ lớp mà nên biết, nếu cúng dường ruộng đất, giả sử cho đến khi mất đi rồi, phước này không mất cuối cùng, không có giới hạn, tất nhiên và quả niết bàn. Này a nan, ta nay lại tạo thêm thí dụ khác, nếu cúng dường đất đai được đệ nhất niết bàn cho đến vô dư niết bàn. Này a nan, nếu có chúng sanh nào tham quả báo của thế gian, làm việc của thế gian, á nhiễm vui buồn, ưa cầu của thế gian, nhưng nương nơi chư Phật mà tu hành bố thí, với căn lành này hồi hướng thì sẽ sinh vào cõi người cõi trời. Là có chúng sanh tưởng ơn Phật mà trồng các căn lành, thì nói lời rằng: với thiện căn này nguyện ta đời đời kiếp kiếp vào chốn niết bàn bất cứ nơi nào. Vì sao vậy? A nan nên biết rằng chư Phật là vô thượng phước điền, không có cõi úa là cũng chẳng có gai góc, liệt sao sự ham muốn do bẩn qua đến nơi thật thanh tịnh. Như thế trong các ruộng phước trồng các căn lành, phước đức nhỏ, và tại ruộng này không sanh trưởng giả, chỉ có ba loại bồ đề được làm hạt giống, đó là bồ vô thượng bồ đề, duyên giác bồ đề và tam văn bồ đề. Những căn lành này cuối cùng chẳng mất, do sự phát tâm bố thí và kính tín mà làm tăng thượng riêng vậy, được vào đường lành và các pháp thanh tịnh, có thể chứng nhập vào niết bàn. Này a nan, tự do trưởng giả lúc bán ruộng đất, tại đất kia không có cỏ úa, không có gai gốc và cũng chẳng có ngói sạn, đồ tải dơ bẩn và chỉ sạch sẽ, lấy hạt giống mới gieo vào tất nhiên không hư không hại, tùy vào thời tiết mà gieo trồng, gieo giống xuống ruộng, tùy theo thời mà tưới tẩm và tất cả lúc đều thường coi sóc gìn giữ. Này a nan, khi vị trưởng giả làm như thế đó, có lúc đến thăm ruộng kia rồi liền nói rằng: thật là giống lành, nếu không gieo giống làm sao sinh trưởng, ta không cầu lợi là không cầu báo. Này a nan, nghĩa này thế nào? Vì sao gọi là ruộng mà hạt giống không sanh, không làm vậy? A nan thưa: không phải vậy bà già bà, không phải vậy tu già đà, đời kia có quả nhưng không là quả thật. Phật bảo: đúng như vậy đó. Này a nan, nếu có chúng sanh ưa đắm sanh tử vào nơi ba cõi mà nơi phước điện của Phật trồng được căn lành như thế, thì với thiện căn này nguyện ta chưa nên vào niết bàn. Này a nan, nếu người này chưa niết bàn chẳng có nơi nào. Này a nan, mà người này chẳng vui cầu niết bàn nhưng đã trồng căn lành đối chư Phật, do vậy ta nói người này tất nhiên vào niết bàn và vô dư niết bàn. Này a nan, về đến đời sau có vị vua nơi biên địa, thì ông ta không thông hiểu công đức Phật pháp, và khi thấy tịnh xác của Phật và hình tượng, tâm sanh tin tưởng, ta từ trong quá khứ nhiều lần đã sanh trong năm đường, lúc tu tất cả các hạnh Bồ Tát như tứ nhiếp pháp gồm bố thí, án ngữ, lợi hành và đồng sự, nên đã nhiếp phục vua nơi biên địa kia. Này a nan, vua nơi biên địa kia khi xem tịnh xác và hình tượng của ta, tâm sanh kính tính, vì căn lành này đương nhiên được niết bàn và sẽ vào niết bàn. Này a nan, vừa ở biên địa kia có các đại thần và vương tử vào trợ cùng với thân thuộc gần xa và bạn lữ, ngay sau khi ta nhiệt độ đã nhìn thấy tịnh xá và hình tượng, tôi không hiểu rõ về công đức của chư Phật và chánh pháp của Phật, nhưng trong căn lành nhỏ này rồi phát tâm tin tưởng, ta vốn tu hành Bồ Tát hạnh lại cũng dùng nhiếp pháp mà giúp hộ cho ông ta, và vì tiện căn này mà được gia trì vậy,
để vào Niết Bàn và bao giờ Niết Bàn. Này A Nan, ta suốt canh thâu có lòng thương tưởng đến chúng sanh, dùng tứ nhiếp pháp suốt đêm nhiếp họ, nhiếp thọ. Suốt đến nhiếp thọ vì Phật pháp mà nuôi dưỡng tâm này. Này A Nan, khi thấy Như Lai trên đường hành đạo, hay làm cho xứ cao hạ thấp xuống, người thấp lại cao lên, cao thấp các nơi lại được quân bình. Sau đó Như Lai trở lại thì tất cả các cây đều hướng về Phật, thân của cây hiện thân ra để đầu đảnh lễ Phật. Sau khi Như Lai đi rồi, cây lại hoàn phục. Trên đoạn các phía cỏ cây héo úa hư thối, các gốc tùng lâm tất cả đều bị gạch ngói làm hư và tất cả đều được quét dọn, nghiêng trị sửa đổi sạch sẽ, không có cỏ rác, hương thơm mùi lạ bay đến khắp nơi. Các hoa quả làm trang nghiêm đất này đẹp đẽ. Bèn cho Như Lai đạp lên đó mà đi. Này A Nan, hãy biết rằng Như Lai đã tu hành các công đức lành như trên hành trình ấy, không có chúng sanh nào là không hướng về cúi đầu lễ tạ. Ngay cả các loài vô tình như đất đai, núi rừng, cây cỏ, thuốc men, tại nơi pháp Phật không nơi nào là không hướng về. Vì sao vậy? Này A Nan, ta vốn tu hành Bồ Tát và vì các thầy mình mà hướng về lễ bái là như cha mẹ thứ nhất, tôn trọng hướng về lễ bái như bậc thượng trung hạ tân hữu quốc nhục, không đâu là không hướng về làm chỗ nương tựa nơi Phật là bậc thiện trí thức thanh văn chuyên giác và cho đến ngoại đạo, các năm thần thông như các tiên sa môn bà la môn. Như vậy tất cả đều thọ sự cúng dường các Phật Bồ Tát và thiện trí thức thanh văn chuyên giác ngoại đạo các tiên sa môn bà la môn cha mẹ anh em cùng quốc nhục liên hệ các bậc thượng trung hạ hoặc đồng thầy đồng bạn, không ai là không hướng về khiêm hạ kính lễ. Này A Nan, ta đã làm những việc thiện như thế này cho đến quả vô thượng bồ đề và thành Phật, cho đến các vật hữu tình hay vô tình khi Như Lai thực hiện thì không có nơi đâu là không để đầu lễ bái. Này A Nan, ta đã từng thanh tịnh ví dụ xứng tán căn bản như thế và tự tay ta đã bố thí cho sư trưởng và tất cả chúng sanh. Này A Nan, đó là những nghiệp báo vậy. Khi Như Lai thực hiện thì đất đai bình đẳng, được quét dọn sạch sẽ trang nghiêm, thanh tịnh không có mùn dơ, cũng chẳng có gạch ngói. Này A Nan, ta đã từ nơi vô lượng đức Như Lai mà thực hành con đường Bồ Tát, tri thức, thanh văn duyên giác, ngoại đạo, các tiên vân vân. Ta từ xưa đã từng quét dọn đường xá, lấy bùn đất để làm nhà, hoặc ở, hoặc đi, hoặc nơi tịnh xá Phật. Ta đều dùng tâm bình đẳng, tâm không cao ngạo, không nịnh hót, tâm thanh tịnh, tâm tẩy trừ, để được thanh tịnh. Ở bất cứ lúc nào cũng cầu A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, vì tất cả chúng sanh vậy. Cũng vì sự an lạc của tất cả chúng sanh, là cũng vì lòng thương đối với tất cả chúng sanh, là ít an lạc như thiên nhân vậy. Này A Nan, đây là căn lành, để các đức Như Lai, nơi nơi xứ xứ, hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi. Nếu có tư duy nhớ nghĩ đến việc làm này, thì tự nhiên đường xá thanh tịnh, đất đai bằng phẳng. Này A Nan, Như Lai có được những công đức về thân như thế, thù thắng khó biết, không thể lường được. Này A Nan, tới nay vì muốn đầy đủ nghĩa này cho nên làm cho thanh tịnh lòng tin nơi các thiện nam và thiện nữ, và từ chỗ Như Lai đã phát sanh tín tâm thâm hậu chưa từng có. Này A Nan, núi Tu Di cao đến 84 vạn do tuần, trên biển lớn ấy cũng rộng 84 vạn do tuần. Này A Nan, giả sử ta diệt độ rồi, giống như núi Tu Di kiên cố này không thể thay đổi được, hà huống các núi đen, cây cỏ, tùng lâm. Nếu mà không nghiêng, không có nơi như vậy, này A Nan, núi Tu Di kiên cố như thế, trung quanh núi có núi Thiết Di cao 16.000, cao 168.000 do tuần, núi này cũng kiên cố như kim cương. Khi Phật vào Niết Bàn thì không phải không quay về cúi đầu lãnh lễ, cũng chẳng có người nào dù xa xôi cũng không phải là không muốn hướng về. Không có nơi nào như vậy. Vì sao vậy này A Nan? Lúc ta tu hành hạnh Bồ Tát thì tất cả chúng sanh đều làm xong sự nghiệp, không có biệt ly. Nếu có chúng sanh nào tham si phát triển, ta làm cho hội hợp, cái nào không chịu hòa, có thể làm cho hội hợp kiên cố an trụ đầy đủ không hoại, tất cả đều sanh tâm từ và tâm thương xót. Này A Nan, đây là những căn lành có nguyên nhân. Vậy Như Lai mất đi rồi thì thân thể cũng không thể hoại đi vậy, cho đến quyến thuộc cũng kiên cố không hoại được. Này A Nan, Như Lai cũng hộ trì cho quyến thuộc kiên cố không thể hoại pháp được, như là bốn niệm xứ, tứ danh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Này A Nan, ba bảy phẩm trợ đạo này, đây là đài quyến thuộc của Như Lai, cho nên các chư Phật thanh văn duyên giác an trụ ở trong này, tất cả thế gian trời người không thể hoại được. Vì sao vậy A Nan thưa? Phật là pháp của tất cả thế gian, trời, ma, phạm, sa môn, bà la môn và chư quyến thuộc cùng với người và A-tu-la, cùng với Tu Di Sơn, núi Đại Thiết Vi, đại địa cùng cây cỏ. Lúc Phật nhập Niết Bàn, tất cả đều cúi đầu hướng về, làm sao có thể phá hoại được? Bất kể có kẻ phá hoại cũng chẳng có nơi nào. Vì sao vậy này A-nan? Thân của Như Lai không thể phá hoại được, xá lợi của Phật cũng không thể phá hoại được. Này A-nan, Như Lai thương tất cả chúng sanh do, cho nên theo bụng nguyện mà lưu lại xá lợi này giống như hạt giống để làm cho Phật pháp được tăng trưởng rộng rãi.
Này Anan, khi ta tu khổ hạnh, ta phát ra loại nguyện như vậy. Sau khi ta thành Phật rồi và khi vào Niết Bàn, ta sẽ để xá lợi lại để làm lợi ích cho rộng rãi vậy. Này Anan, theo lời nguyện của ta, sau khi ta nhập độ, hãy đem xá lợi mà lưu truyền rộng rãi. Các chúng sanh ấy khi thấy Phật nhập Niết Bàn, liền chứng được thánh quả và đối thương những người này. Vì thế nên phân xá lợi này như hạt cải. Này Anan, khi lai ứng chánh biến tri vào Niết Bàn, lúc ấy cũng vẫn còn thương những chúng sanh ở thế gian. Khi nhập vào Tam Muội, Như Lai cũng định phân xá lợi nhỏ ra như hạt cải vậy. Lúc ấy Như Lai không thọ bệnh khổ, tất cả chi tiết phân tán ra, thì hay làm cho xá lợi giống như hạt cải. Lúc ấy Phật Như Lai chẳng có bệnh khổ gì cả, cho đến việc thương tưởng nhiếp thọ các chúng sanh ấy, cho đến nhiếp thọ tương lai cho những chúng sanh này, làm cho họ được an ổn nơi đường lành, cúng dường xá lợi, tôn trọng ngân trước, cung kính cúng dường mọi mỗi trang nghiêm, mọi mỗi hoa hương, sông hương, đốt hương, y phục, tràng phan, cho đến các bạo cái, ca vũ âm nhạc. Ta nói rằng họ là những người sẽ chứng quả Niết Bàn, cho đến vào vô dưới Niết Bàn. Lại Anan, sau khi ta diệt độ 100 năm tại thành Bali Phất, có vị quốc vương tên là A Thâu Ca, sanh ra trong dòng dõi Khổng Tước, dùng pháp để trị thế. Ông ta đã sinh tâm cung kính giáo pháp của ta. Sau khi kính tin rồi, liền đem sức lợi của ta quảng bá ra nhiều hơn nữa. Mỗi ngày mỗi giờ đều thọ ra 84.000 tháp để thờ sức lợi. Này Anan, hãy đừng buồn lo nữa. Sức lợi của ta đã có mặt khắp nơi trong trời người. Này Anan, những người hiện tại đang cúng dường Như Lai, và sau khi ta diệt độ, cúng dường sức lợi nhỏ như hạt cải của ta. Này Anan, hoặc trong cơ mơ thấy tịnh xá Phật, tâm sanh kính tin, ta nói người này với căn lành ấy sẽ được vào Niết Bàn, được đệ nhất Niết Bàn, đến tận vô dư Niết Bàn. Này Anan, ở đời vị lai, chỉ có chư Phật ra đời, không có vị nào là không tán thán công đức tu hành của ta, cũng giống như hiện ta hiện nay đang xưng tán công đức của chư Phật trong quá khứ vậy. Chư Phật ở vị lai cũng xưng tán tên ta như vậy. Này Anan, khi ta thuyết pháp, nếu có các chúng sanh đều xa rời do bẩn được phép nhãn thanh tịnh. Này Anan, những chúng sanh này đã trồng sâu căn lành, khi ta tu Bồ Tát hạnh, tất cả đều đã được thành tục. Này Anan, nếu có chúng có cúng dường công đức cho chư tăng, có hết đi chăng nữa, thì cúng dường cho bốn phương tăng công đức cũng như vậy. Cúng dường bất chư Phật công đức không cùng tận, thì nơi chư Phật công đức của người ấy cũng không thể cùng tận được. Lại nữa Anan, như ta đã nói trước, các phước điền tự nó vốn tạo nên công đức, tất cả đều chứng Niết Bàn và vào vô dư Niết Bàn. Này Anan, những người thân cận cúng dường cho ta, sau khi ta nhiệt độ cúng dường xá lợi của ta. Này Anan, nếu có thiện niệm Phật, cho đến có một cành hoa liền vào trong không trung, ta từ mắt Phật mà nhìn, thì kẻ này đã có căn lành, không thể so sánh, không thể nói nữa. Này Anan, do tự nơi cúng chúng sanh kia đã trồng căn lành, do có tâm Phật cho nên cho đến cúng dường một cánh hoa, việc ấy cho đến cuối kiếp này lưu chuyển mà trong kiếp sau, từ đầu đến cuối khó thể biết được. Lúc lưu chuyển như thế, việc Như Lai mà phụng tán một cánh hoa cũng chứng được quả báo khó thể nói, khó thể xưng dung được. Hoặc làm vua Phạm Thiên, vua Thất Thiên, vua Chuyển Luân Thánh, do căn lành này không bao giờ hết vậy, cho đến cúng dường được Niết Bàn và vào Niết Bàn vậy. Vì sao vậy? Này Anan, vì chư Phật có thần thông lớn, từ việc cúng dường một cánh hoa mà chứng được vô lượng phước báo, trọng cấp lợi ích và chứa nhóm nhiều công đức như vậy, khó thể xưng tán, so sánh không thể cùng tận, tất nhiên sẽ chứng vào cảnh giới Niết Bàn. Này Anan, nếu có kẻ nào từ chư Phật mà tạo ra công đức như vậy, thì phải biết là phước báo ấy khó có thể xưng tán, so sánh được. Cho đến việc từ nơi Phật mà phát ra tâm sinh lòng tin, ta nói rằng kẻ này rốt ráo là người phạm hạnh, đang ngộ rốt ráo, cứ cánh rốt ráo vô cùng tận. Lại nữa, này nữa Anan, nếu có người con trai hay con gái nào muốn cầu vua Phạm Thiên, vua Chủ Luân Thánh Vương, hộ thế Tứ Thiên Vương, cả trời cõi thứ ba, trời Dạ Ma, trời Đông Xuất Đà, trời Hóa Lạc, trời Đó Tự Tại, cho đến chư thiên Dạ So, Cả Tiết Bà, Atula, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người và không phải người, vân vân, bậc nhất thiết thế gian chủ chứng được tự tại, phải nên như vậy mà tôn trọng, nghênh đón, cung kính cúng dường chư Phật Thế Tôn. Nếu muốn cầu sanh nơi cõi thanh văn của bất chư Phật, hoặc cầu vô thượng tam diệu tam bồ đề, những thiện nam kẻ thiện nữ này lại cũng như vậy, cung kính tôn trọng, khiêm cung cúng dường y phục ẩm thực, giường nằm chỗ ngồi, trị bệnh lầm nhân duyên do thuốc, cho đến lúc đi đứng nằm ngồi lại dùng cành hoa tẩm hương, thoa hương, hương chiên đàn, nước trầm, tràng phan, bảo cái cúng dường các vị Phật này. Sau khi chư Phật diệt độ, lại tạo lập tháp tháp miếu các loại trang nghiêm, cùng với hương hoa, hương bột, hương thơm, ca vũ kịch vui, cho đến 100.000 loại nhạc cung kính tôn trọng, khiêm cung cúng dường vì lòng từ bi mà làm cho chúng sanh trong thế gian này vậy, thì cũng làm lợi ích cho an lạc cho thiên và loài người. Người chưa đắc độ sẽ được đắc độ, người chưa giải thoát sẽ được giải thoát, người chưa an ổn sẽ được an ổn, người chưa niết bàn sẽ được niết bàn. Này Anan, ta đã dùng 5 cọng cây Ayurveda
hoa để cúng dường Phật Nhân Đăng, mà từ nơi Ngài ta đã ngộ được vô sanh pháp nhẫn. Những thiện căn như thế quả báo không phải là nhỏ. Này A Nan, ta đã từ nơi Đức Nhân Đăng Như Lai ứng chứng minh tri và cúng năm cành hoa cho đến được những thiện căn phước đức như thế. Các người có muốn biết chăng? A Nan thưa, chúng con xin hoan hỷ đã được nghe. Như vậy Đức Bà Già Bà. Như vậy đó Đức Tu Già Đà, ngay bây giờ kính xin Đức Thế Tôn phân biệt giải bài từ Phật Nhân Đăng trong căn lành này mà được quả báo. Lúc ấy Đức Thế Tôn tư thể trạch vai phải có màu vàng, rồi từ ngón tay nhỏ phóng ra mùi hương của hoa trời Ubala bay khắp 3.000 đại thiên thế giới chư Phật. Trong ngàn ức mặt trời mặt trăng đang chuyển động không thể di chuyển. Lúc ấy Đức Thế Tôn ở trong trời người Atula, hiện việc kỳ lạ này chưa từng có từ nơi thiện căn ở chư Phật mà được phước báo nên đã thể hiện không hư dối, không hao tổn. Lúc ấy Đức Thế Tôn thì nói kệ như vậy. Chư Phật khó nghĩ bàn, Như Lai pháp cũng vậy, hay làm cho người tin tất được nhiều báo tốt. Là có tưởng hay không, tất cả các chúng sanh như lượng trong ức kiếp, tất cả nên cúng dường từ nơi Bích Chi Phật cho lậu A La Hán không biết bao nhiêu kiếp, cúng dường cho tất cả chánh giác đang ở đời hoặc Phật Niết Bàn rồi, cho đến một chắp tay phước này lớn hơn kia. Giới Phật không phá hoại, tăng bụi được tự tại, nói pháp không nghi hoặc, mắt Phật không giới hạn. Nếu kẻ tu hành hạnh từ bi trong ngày hoặc đêm thời gian ít, như vậy cúng dường phước không cùng, ba cõi không sánh không có được. Trong quá khứ kiếp A Tăng Kỳ, từ nơi đạo xưa của thế gian, trời ngự trong ấy làm ánh sáng cho các thiện nghiệp không kể hết. A Tăng Kỳ kiếp đang lưu chuyển, thọ được phước báo không cùng tận. Ta do từ phước ấy lấy làm duyên, hay được như vậy quả giác ngộ. Ta hay thương xót chúng sanh đây, từ nơi trăm ngàn ức Đức Phật ở đời thường tu pháp cúng dường Phật chẳng vì ta thọ ký riêng. Phật kia trong đời người trên hết biết ta thiện căn đã thuần thục, tôi làm việc thiện không ghi lại, cũng phải cố gắng kiên nhẫn vậy. Ta cũng đã gặp Phật Nhân Đăng, cúng dường năm cành Ubala, dùng tất che bùn Phật đạp lên, tế ngộ vô sanh chứng pháp nhẫn. Lúc ấy đạo sư Phật Nhân Đăng liền thọ ký ta lên hư không, nói rằng đời sau kiếp A Tăng sẽ được thành Phật Hiệu Thích Ca. Từ đại sanh tử lưu chuyển lại, tu hành vô lượng các nghiệp lành, thương chúng sanh thọ nhiều khổ não, vì cầu vô thượng ngôi giác ngộ. Ta thấy thế gian quá cô độc, thương xót đói hoài hay bố thí, phước ấy không hạn không lường được, đạo sư giải nói không cùng tận. Ta vì Bồ Tát hạnh mà làm, vì các đức Phật mà thực hiện, ngày đêm xưng danh và cúng dường, do lượng ức kiếp không tính được, 1, 2, 3, 4, 5 đến 10, 20, 30 lượt xưng tên, vì thương chúng sanh mà tu hành, cuối cùng vì Phật mà cúng dường. Nhờ lúc ta đương tu khổ hạnh, nhiều khổ vô cùng cùng nhẫn chịu, ở đời không bỏ tâm Bồ Đề, tất cả các Phật khó sánh được. Ta vì thế gian luôn chuyên lưu chuyển, đã bỏ trăm ngàn vạn ức đầu, đã bỏ đất đai cùng vương vị, vì cầu nghe phép nói điều lành. Ta chỉ vì vô thượng chánh pháp thôi, tâm ta vui cầu khó sánh được, bố thí trì giới như nhẫn nhục, tinh tấn giác ngộ đến Bồ Đề, thế lực chư Phật khó nghĩ bàn, từ công đức ấy mà thành lập, hay nói chánh pháp không ngừng nghỉ, hay làm cho được chứng Bồ Đề. Kinh Đại Bi, Phẩm Trồng Căn Lành thứ 11. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn lại bảo Ngài A Nan rằng, ta từ lúc Phật Nhân Đăng đến nay, lại cũng đã gặp Đức Phật tên là Liên Hoa Thượng. Ta đã dùng hoa vàng cúng dường vị Phật này, vì cầu vô thượng Bồ Đề vậy. Ta cũng đã gặp Phật tên là Nhất Thiết Thế Gian Tối Thắng Tự Tại. Ta đã dùng hoa bằng bạc để cúng dường vị Phật này, vì cầu tất cả chủng trí như vậy. Ta lại cũng đã gặp vị Phật có tên là Cực Cao Hạnh. Ta đã dùng tiền quý để cúng dường Ngài, vì cầu tất cả bất khả tư nghị trí. Ta cũng đã từng gặp vị Phật tên là Nhật Thượng Dư. Ta đã dùng các loại trân quý để cúng dường vị Phật này, vì cầu vô chướng ngại trí. Lần nữa ta đã gặp vị Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Ta đã dùng các loại hoa khác nhau để cúng dường vị Phật này, vì đã cầu vô thượng Bồ Đề. Lại cũng đã gặp vị Phật tên là Đế Sa. Ta đã dùng bột chiên đàn để cúng dường Phật, cũng để chỉ cầu trí không chướng ngại. Lại cũng đã gặp vị Phật tên là Phất Sa. Ta đã có lòng tin sâu cho đến 7 ngày 7 đêm mà mắt chẳng mỏi mòn. Cũng đã có rất nhiều bài kệ để ta thắng vị Thế Tôn kia. Lại cũng đã gặp vị Phật khác tên là Tỳ Bà Thi. Ta cũng đã dùng đậu để cúng dường vị Phật ấy. Lại cũng đã gặp vị Phật tên là Thi Khí. Ta đã dùng các y áo giá trị để phụng cúng vị Phật ấy. Lại cũng đã gặp vị Phật tên là Tỳ Xá Phù. Ta đã dùng đồ ăn thức uống để cúng dường vị Thế Tôn kia. Này A Nan, tại đầu hiền kiếp này có Phật tên là Câu Lưu Tôn. Ta tự nơi vị này mà tu hành thanh tịnh, vì cầu tự nhiên trí, lại cũng gặp vị Phật tên là Câu Na Hà Mâu Ni. Ta đã tự nơi vị Phật này mà tu hành phạm hạnh,
lại cũng có vị Phật tên là Ca Diếp. Thời ta cũng từ nơi ngài mà tu hành phạm hạnh. Ta từ nơi chư Phật này vì cầu A Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề, vì để độ cho chính mình và độ cho những kẻ chưa được độ, được chứng quả giải thoát. Lại người chưa được giải thoát thì sẽ được giải thoát, chứng được quả vị Niết Bàn. Những người chưa chứng quả Niết Bàn sẽ vào được Niết Bàn. Cho nên ta này được chư Phật Thế Tôn trong Bồ Đề A Tăng Kỳ hoan hỷ cúng dường, cùng kính tôn trọng khiêm cung khi tán thán. Đầy đủ dư lượng các công đức lành vì cầu chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này A Nan, như vậy lần lượt phải nên biết tuy tròn nơi chư Phật các thiện căn nhỏ như vậy mà được đại thần thông và lợi ích lớn của công đức như vậy. Này A Nan, ta từ nơi chư Phật mà trồng các cội đại giác ngộ bất khả tư nghị như thế, nên nay mới được quả báo bất tư nghị, bất tư, bất khả tư nghị như vậy. Không có gì để so sánh được, không địch nổi và cũng không có giới hạn của nó. Hãy nên tên như vậy. Lúc ấy Đức Phật liền tuyên thuyết lại lời kệ rằng: ta từ nơi Đức Phật Nhiên Đăng gặp gỡ tu hành hành giác ngộ, năm cành hoa xanh dân cúng Phật, tức thời thời ký ta thành Phật, là các Phật tên Liên Hoa Thượng, ta cũng từ đây được giác ngộ, dùng hoa quý vàng dân cúng Phật, vì cầu thủ thắng Bồ Đề vậy, là cũng gặp Phật Đại Đạo Sư, vì các thế gian tối tụ tại, cực cao thượng hành và thượng dự, Thích Ca Đế Sa Phất Sa Phật, Tỳ Bà Thi Khí Tỳ Sa Phù, Tỳ Sa Phù, Câu Lô Tôn Phật Câu Na Hàm, Ca Diếp Phật cùng Phật quá khứ, ta đều phát tâm việc cúng dường, lòng thương tất cả chúng sanh vậy, vì cầu vô thượng thắng Bồ Đề, Phật kia ngàn ức đều cúng dường, tích chứa căn lành này đầy đủ, hàng ma thế lực và quyến thuộc, làm cho không lo đạo an ổn, ta chuyện do thượng bánh xe pháp, và chúng sanh chỉ bài chánh pháp, rồi người rồng thảy khẩn na la, vì cầu giác ngộ ta độ cho, ta đã hiển bày đường an ổn, vị lai các Phật và thanh văn, nếu muốn cứu độ những người khổ, hãy nên tu tập việc ta làm. Kinh Đại Bi, quyển thứ 3, hết. Diệt rồi đến nước nên chúng sanh trong pháp.